Xin chào quý bà con, sau cái chuyến đi đường dài của công ty đi thăm vườn thì từ Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, mình đi thẳng ra tới Nghệ An và từ Nghệ An hoành về Tây Ninh thì mình theo dõi các vườn cũng như là tìm hiểu từ chủ vườn thì hầu như tất cả 85% chủ vườn đã làm sai phương pháp ấp khí là từ ở nơi đóng nắp chớp cũng như là bơm khí thì bây giờ mình sẽ giới thiệu lại cho bà con là cái đúng kỹ thuật mà mình áp khí atilen này trên cây cho có hiệu quả và được năng suất cao đặc biệt là cây sẽ khai thác lâu năm bền vững đầu tiên là mình cần nhất là thí dụ như là một cái cây gỗ để đóng và cái nắp chớp tại sao mình phải chọn cái cây gỗ vì đóng bằng gỗ nó sẽ không hư, hư cái nắp chớp và đúng ra phải có thêm cây cạo da me nhưng cái nắp chớp bên công ty mình đã được xử lý bán cạnh như lưỡi dao thì mình không cần cái cây cạo mình dùng cái nắp chớp mình cạo da me luôn và như đơn như thế này trước tiên á bà con phải chọn cái vị trí đóng nắp chớp rất là quan trọng mình chọn vị trí đóng nắp chớp là mình phải lấy là đóng trên miệng cạo chứ không được lấy dưới miệng cạo giống như bà con mình đã theo rất là nhiều vườn từ đây ra ngoài quảng trị thì mình thấy bà con sẽ chọn ở dưới đóng miệng cạo này họ đóng nắp chớp và họ Khoan bơm khí ở đây thì họ chỉ lấy được trong một khoảng thời gian ngắn là cái phần mũ quy tụ ở đây vì lý do tại sao không còn mũ nữa là ở đây mà người ta đã cạo và cắt đi cái tuyến mạch mũ nó ở mũ ở trên chảy xuống chứ không phải là mũ ở dưới chảy lên vì thế để làm đúng kỹ thuật bà con sẽ chọn trên vị trí đóng chớp hoặc sau lưng như ở đây đây là cái trường hợp là mình sẽ chọn cái vị trí này da tái sinh thì mình đầu tiên mình dùng lớp chớp ha mình cạo nhẹ một cái lớp da cám thô để làm sạch sơ thôi bà con đừng có cạo mạnh quá nó sẽ phạm vào cái da khi mưa nó sẽ làm viêm da đó mình chỉ cạo nhẹ như thế này ha và mình chọn vị trí đóng đóng vào đóng một cái dứt khoát nhớ đừng có nhịp nhịp là cái nắp chớp nó sẽ à, dập vô da cây nó làm xì mũ mình đóng cái dứt khoát thôi đó đây bà con thấy nó mình đóng là đừng có cho nó hở nó sẽ bị rò khí và cũng không được đóng sát quá đó là cái kỹ thuật khi mình đóng mình để ý uh, làm một vài lần là mình để ý mình sẽ làm được ngay sau khi đóng nóc chớp uh, xong uh, bước thứ hai đó là mình sẽ gắn túi khí và bơm khí thì trước khi gắn túi khí và bơm khí uh, mình sẽ giới thiệu với bà con là mình sẽ định lượng trên cái khí trước khi mình bơm vào cây cách định lượng như thế này uh, mình sẽ dùng một cái bình khí và đây là bộ bơm định lượng đồng hồ mình uh, giới thiệu với bà con nha cũng như mình đang hướng dẫn là bà con là làm khi sử dụng định lượng đầu tiên mình mở cái van này đồng hồ này sẽ hiển thị áp suất của mình sau đó mình dẫn cái van bên đây đây là mình dẫn cái lượng khí mình bơm vào cây à, trước khi mình bơm vào cây thì cái đúng cái kỹ thuật này á mình đừng bơm quá nhiều khí sẽ làm bị dập da cây và mũ chảy nhiều sẽ ảnh hưởng đến xi uh, si tiếng mũ mình sẽ dùng cái xi lanh này mình đo đây đây là 35 cc thì mình bơm vào cây nếu mà đúng thì mình sẽ làm 50 đó đây là mình theo mình định lượng trước à thí dụ 50 hoặc là 55 mình sẽ tùy theo cái sức cây cũng như là cây nhỏ mình bơm thấy khoảng là 40 cc và cây lớn thì có thể mình bơm 50 tới 60 được đừng bơm nhiều quá bà con nhớ kỹ nha cái vấn đề mình bơm khí vào cây để định lượng một cái lượng khí nhất định bơm vào cây nó rất quan trọng trong cái vấn đề khai thác áp khí lấy mũ này. Bà con nhớ kỹ giùm Khi mình định lượng xong thì bắt đầu là cái thao tác mình sẽ đi bơm khí. Đó. Thay vì như là bắt đầu là mình sẽ gắn vào. Như hồi nãy mình định lượng là 55. Thì đây. Bà con thấy. Chỉ 55cc khí. Với một cái lượng khí này, mình khai thác là có thể từ 4 mũi khoan cho tới 5 mũi khoan. Và mình lấy là mình sẽ dựa theo cái độ mũ cũng như cái lượng mũ thì mình điều tiết cái khi cái thao tác mình lấy mũ. Nếu độ thấp, bà con nhớ kỹ nha. Mình làm cái quy trình này để biết cây suy hay là cây khỏe là dựa theo những cái vấn đề là từ nơi lấy mũ. Nếu mình lấy mũ, mình đốt độ, mình thấy độ thấp quá thì mình đang đi D2, à, mình đang đi D3, thì mình bắt buộc phải giãn ra đi D4 hoặc D5 để cho có thời gian cây nó tái tạo cái độ mũ cũng như là nó hồi phục lại. Cách thứ hai là bà con song song đó phải cho phân khi phân vào cây đủ lực nó sẽ cho cái độ cao lên. Đó, đây là thao tác thứ hai bơm khí bà con nhớ rõ nha. Và sau 48 tiếng thì mình sẽ quay lại mình khoan đó là cái thao tác thứ ba là khoan lấy mũ. Bà con nhớ kỹ ha. Khi mình bơm khí xong, thì sau 48 tiếng là bắt đầu mình sẽ khoan lấy mũ. À, vì thời gian 48 tiếng mới đủ làm cho khí thẩm thấu cây và nó giãn mạch mũ. Bắt đầu mình đi khoan. Đây cái vị trí đóng lắp chớp, mình thường thường mình chọn tầm khoảng hai ngón tay. Bà con nhớ ha, cái tháng đầu tiên khi bắt đầu mình ấp khí là mình sẽ khoan gần nắp chớp, mình sẽ chọn vị trí là gần hai ngón tay. Mình sẽ khoan đây là mũi thứ nhất. À, mình đi đúng kỹ thuật thì mình khuyến cáo bà con nên là mình áp khí mình khoan mình đi D4 okay. mình uh, chọn hai ngón tay mình khoan dưới uh, nắp chớp mình khoan uh, bà con nhớ kỹ ha đầu tiên trước khi mình khoan á mình sẽ dùng cái máy khoan mình tập một uh, khoan mình kiếm một cái cây gọi là khu miệng cạo bà con lúc khoan á, là nhớ đè nắp chớp đừng có uh, nhẹ nhẹ vậy mà bóp thẳng luôn mình nhấn vô cây cho một tí lực thì mình bơm và mình sẽ khoan thử vài ba cây á khi mình cảm thấy là nó đụng gỗ nó sẽ cứng okay mình sẽ dùng một tí lực mình đẩy cái máy khoan vào thì mình da cây nó mềm thì nó là một cái phật đụng cái gỗ có cái gỗ cao su nó sẽ cứng là mình sẽ đè dẫn đè cái chốt máy khoan mình rút ra để chi cho nó lôi cái dâm cây ra nó không có bị nghẹt cái lỗ mũ chảy ra bà con nhớ kỹ ha mình tập khoan vài lần là mình sẽ có cái phản xạ tự nhiên giống như thế giới như vậy nào bà con đây đó bà con thấy bắt đầu mình chỉ việc là mình đút cái ống vào bà con nhớ kỹ nha nếu mình làm đúng kỹ thuật khi mình đóng nắp chớp và tới lúc mình khoan cây nó sẽ chảy ra mũ thì nếu cây nó không chảy ra mũ nó có những cái trường hợp sau đây thứ nhất là cây mình đóng nắp chớp nó bị hở khí bơm vào nó sẽ bị rò rỉ ra ngoài cây không hấp thụ khí nên là không giãn được cái mạch mũ ra là cây sẽ không có mũ vấn đề thứ hai vấn đề thứ hai ở đây là nói rõ với bà con sẽ có những giống cây nó giống như cái độ nó cao quá trước kia mình cạo truyền thống và đặc biệt những cây khô miệng cạo thì cái khí bơm vào và nó thẩm thấu nó chưa làm đủ giãn mạch mũ nên là mũ sẽ cũng không chảy ra nó phải mất thời gian là ví dụ là năm ba ngày đó và cái vấn đề thứ ba nữa là chỉ có những cái giống cây là hiện giờ nó đang bị đứt mũ giống như mình đang cạo truyền thống mà nó đã bị một cái bình nó đã làm cho cây sẽ không còn mũ nữa đó đó là những cái trường hợp là mình khoan vào vào mình lắp khí mình không thấy là mũ chảy ra à, khi sau khi mình khoan xong mình sẽ dùng cái nắp tô mình sẽ đẩy lại và bắt đầu mình đi tiếp thì mình sẽ lấy luôn được cả ngày mưa bà con nhớ kỹ cái phương pháp áp khí này khác với cạo truyền thống là đầu tiên khi vào vụ mình phải xả bốn nhát cho tới năm nhát bắt đầu mình là mới lấy mũ còn áp khí vào mình sẽ lấy mũ luôn cái uh, nhát đầu tiên một nhát khoang uh, một mũi khoang bằng một nhát cạo uh, truyền thống và sau đó là uh, mưa thì mình cạo truyền thống mình sẽ nghỉ vì vậy mình nếu mình cạo mình sẽ bị nước mưa viêm uh, làm khô miệng cạo và còn cái này thì mình vẫn khoan mình lấy luôn ngày mưa bà con thấy đây và đây đây mới đúng thực sự là cái quy trình coi như là mình khoan áp khí lấy mũ bà con nhớ xem kỹ và tìm hiểu nếu bà con nào đang làm gặp vấn đề mà không rõ có thể là liên hệ trực tiếp với công ty thì bên công ty sẽ có nhân viên kỹ thuật tư vấn cho bà con nắm rõ hơn về cái phương pháp áp khí khoan lấy mũ đúng kỹ thuật và khai thác bền vững rất mong bà con làm đúng quy trình kỹ thuật để đạt cái lượng mũ ổn định và hiệu suất cao cũng như là cây khai thác bền vững à, xin chào và hẹn bà con gặp lại video sau